máy phun thuốc rất cần thiết nếu bạn thường xuyên khử trùng hoặc xịt đuổi sâu bọ sử dụng máy phun thuốc sẽ tiết kiệm thời gian cũng như công sức của bạn bởi máy có thể khả dụng trong nhiều môi trường khác nhau tuy nhiên việc lựa chọn một chiếc máy phun thuốc tốt bền bỉ theo thời gian khiến rất nhiều người gặp khó khăn hiểu được điều đó vinmark sẽ giúp bạn khảo sát thị trường và gọi tên những chiếc máy phun thuốc bạn có thể tin tưởng và chọn mua máy phun thuốc là gì từ lâu người ta đã biết sử dụng máy phun thuốc làm công cụ để diệt trừ mầm mống bệnh hoặc tiêu diệt sâu bọ đây là một thiết bị chuyên dụng với hệ thống vòi phun hiện đại khi máy hoạt động, các dung dịch, chất lỏng bên trong bình chứa sẽ được bơm qua vòi phun. Dung dịch sẽ thoát ra ngoài ở dạng các hạt sương mịn, dễ dàng len lỏi vào từng ngóc ngách để đáp ứng nhu cầu của bạn. Cách làm này vừa giúp hòa tan lượng thuốc để thuốc có tác dụng hơn, vừa tiết kiệm thời gian lẫn công sức phun xịt của bạn. Tiêu chí lựa chọn máy phun thuốc, để có được một sản phẩm chất lượng, bạn cần đặt ra những tiêu chí chủ chốt khi mua. Với máy phun thuốc cũng vậy, một số tiêu chí bạn nên tham khảo đó là dung tích bình chứa. Đây là tiêu chí quan trọng nhất để chọn lựa một chiếc máy phun thuốc. Dung tích bình chứa cần phù hợp với nhu cầu sử dụng của bạn không nên mua dung tích quá lớn hoặc quá nhỏ so với mục đích đã đặt ra, bởi điều này sẽ gây lãng phí và cũng không phát huy được tối đa giá trị sử dụng. Nếu bạn cần phun xịt ở diện tích rộng, hãy lựa chọn những loại có bình chứa đạt dung tích trên 20 lít. Ngược lại, bạn có thể tham khảo các dòng máy có bình chứa đạt tầm 10 lít. Công suất của ắc quy. Những sản phẩm máy phun thuốc thường hoạt động với hệ thống ắc quy. Trước khi sử dụng, ta sẽ phải sạc đầy ắc quy này. Vì vậy, bạn hãy lựa chọn những loại ắc quy có thời lượng và công suất dài, bền bỉ để thời gian sử dụng kéo dài hơn. Những loại ắc quy bạn nên chọn là trên 12V, Thiết kế vòi xịt. Thông thường các hãng bán máy phun thuốc sẽ tặng kèm bạn vòi xịt để sử dụng cùng máy. Bạn nên chọn những loại máy có vòi xịt không bị ngắt quãng, khả năng phun xịt liên tục. Điều này đảm bảo bạn không bỏ sót bất cứ khu vực, ngóc ngách nào. Review top 5 hãng máy phun thuốc uy tín nhất hiện nay. Trên thị trường hiện đang có rất nhiều hãng cung cấp máy phun thuốc. Để giúp bạn có thêm nhiều thông tin tham khảo hơn, Vinmax sẽ đưa ra danh sách 5 hãng sáng giá nhất bán sản phẩm này. Top 5 hãng máy phun thuốc đáng mua bao gồm: Hãng Honda. Honda không chỉ nổi tiếng với những thiết bị máy móc phụ tùng, mà họ còn đang tạo ra sự cạnh tranh cao nhờ các sản phẩm máy phun thuốc. Những chiếc máy của Honda thường có công suất mạnh mẽ, bền bỉ. Chúng thường được sử dụng trong các hộ gia đình làm nông với mục đích diệt trừ sâu bọ. Hãng Kawasaki. Khi nhắc tới máy phun thuốc, không thể không kể tới Kawasaki. Thương hiệu này đã gắn liền với những chiếc máy hiệu năng mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường. Kawasaki cũng có rất nhiều dòng máy sử dụng với mục đích phun xịt công nghiệp. Hãng Jakarta tuy được ít người biết tới, nhưng không thể phủ nhận những ưu điểm của máy phun thuốc tới từ Zakata đó là tiết kiệm nhiên liệu, giảm thiểu chi phí, đi kèm với hiệu quả phun xa và mạnh. So với những đối thủ cùng phân khúc thì máy từ Jakarta đáng được đầu tư hơn hẳn. Hãng Oshima, thương hiệu của Nhật Bản này đã nổi tiếng với những sản phẩm máy móc thông minh, tiết kiệm thời gian và công sức. Công nghệ ứng dụng làm nên các sản phẩm từ Oshima thường là những công nghệ tiên tiến và hiện đại nhất. Hãng Mitsuzama, Mitsuzama ghi dấu ấn trên thị trường với những sản phẩm đầu phun áp lực vô cùng chất lượng. Hãng đã áp dụng công nghệ tương tự với sản phẩm máy phun thuốc và cho ra nhiều loại máy với chất lượng cao. Sử dụng máy Michizama là cách hiệu quả để xịt khử trùng hoặc diệt trừ sâu bọ. Top 5 sản phẩm máy phun thuốc tốt nhất hiện nay. Trên thị trường có rất nhiều dòng sản phẩm máy phun thuốc khác nhau. Tuy nhiên đi cùng với điều đó là sự đắn đo và băn khoăn của người tiêu dùng về chất lượng sản phẩm. Vì vậy, Vinmax sẽ cùng bạn đánh giá những sản phẩm hiện được ưa chuộng nhất. Hy vọng từ đó bạn có thể đưa ra lựa chọn của bản thân mình. Top 5 sản phẩm đó bao gồm: Máy phun thuốc Honda Volga hoặc Chapix động cơ Honda GX35. Sản phẩm hoạt động với động cơ GX35 loại động cơ mạnh mẽ nhất trên thị trường. Ngoài ra còn kết hợp với đặc trưng của nhà Honda đó là động cơ nổ 4 thì. Dung tích bình nước của sản phẩm này là 25 lít. Dung tích bình nhiên liệu là 1 lít. Khoảng cách phun lên tới 7 mét. Bộ bơm và vòi phun đều được cấu tạo bằng đồng vô cùng chắc chắn. Chiếc máy này hay được sử dụng để phun thuốc xịt khử khuẩn tại các vùng có dịch, bệnh viện, nhà xưởng. Ưu điểm: khả năng phun xa, tia nước mịn, bình chứa lớn giúp thời gian hoạt động dài hơn, áp lực phun mạnh. Nhược điểm: máy to, cổng kềnh, khó mang vác. Giá thành: khoảng 6 triệu đồng máy phun thuốc con ong vàng COV20. Sản phẩm với thiết kế nhỏ gọn có kết hợp quai đeo rất thuận tiện. Máy dùng bình ắc quy khô 8A. Lưu lượng bơm liên tục là 4.5 lít trên phút. Dung tích bình chứa của máy tầm 20 lít với trọng lượng 6 kg. Vòi phun làm hoàn toàn bằng đồng và thép không gì tạo ra sự chắc chắn khi sử dụng. Ưu điểm: gọn nhẹ, dễ mang vác, thiết kế đẹp, màu sắc nổi bật, bình chứa nhiều nhiên liệu, thời gian sử dụng dài. Nhược điểm: ắc quy yếu, tầm vòi phun ngắn. Giá thành khoảng 1 triệu đồng máy phun thuốc Kawasaki TK65. Đây là sản phẩm có công suất mạnh mẽ nhất thị trường hiện nay. Mô đồ động cơ được trang bị là động cơ xăng 2 thì làm mát bằng gió. Tốc độ vòng quay 7.500 đến 8.000 vòng trên phút. Dung tích bình chứa của máy là 14 lít. Phạm vi phun của máy lên đến 11 m một con số vô cùng ấn tượng. Ưu điểm: khả năng phun nhanh và mạnh, đáp ứng được nhu cầu phun xịt ở cả những diện tích canh tác rộng lớn. Có khả năng phun phân bón, phun hóa chất kể cả dạng bột hạt, phun phân vi sinh dạng nước. Dung tích bình chứa lớn đảm bảo hoạt động thời gian dài có thiết kế đeo vai chắc chắn, bản to, êm ái. Nhược điểm: Hãng liên doanh Nhật Bản nên giá thành cao. Giá thành khoảng hơn 7 triệu đồng. Máy phun thuốc Oshima 3VKF343. Chiếc máy tới từ Oshima này là lựa chọn rất đáng để bạn tham khảo. Máy thuốc loại máy xịt chạy xăng, động cơ 2 thì với 43cc. Tốc độ vòng quay của máy là 8.000 vòng phút. Phạm vi phun của máy cũng ngang ngửa ra kata với trên 11m. Mua sản phẩm này bạn sẽ được nhận kèm theo rất nhiều phụ kiện ví dụ như ống dẫn, lọc rác, dây đeo, khớp nối, tay cầm, khóa nước, ngoài ra còn có kèm hệ thống màng lọc tiên tiến. Ưu điểm: tốc độ phun nhanh và mạnh, tia xịt mịn đều, bình chứa lớn cho thời gian làm việc dài hơn. Bộ khởi động trợ lực giúp máy hoạt động dễ dàng. Chất liệu inox bền bỉ không dỉ sét. Nhược điểm: máy gây ồn khi hoạt động. Giá thành: khoảng 3 triệu. Máy phun thuốc Oxima OS20. Đây là chiếc máy thường xuyên được sử dụng để phun thuốc trừ sâu tại các gia đình nhà nông. Máy có dung tích bình chứa 20 lít. Máy hoạt động bằng ắc quy với thời gian 6 đến 8 giờ chạy liên tục. Vỏ máy được làm bằng nhựa chịu lực tốt. Vòi phun được thiết kế theo dạng có tích hợp 3 vòi xịt nhỏ. Ưu điểm: phun nhanh, mạnh và đều, dung tích lớn, nhỏ gọn, dễ mang vác. Nhược điểm: giá thành cao. Giá thành khoảng 1,2 triệu đồng. Trên đây là toàn bộ những thông tin bạn nên tham khảo để mua được chiếc máy phun thuốc chất lượng. Hãy đón đọc nhiều bài viết của Vinmax để trở thành người tiêu dùng thông thái nhé. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để nhận những thông tin mới nhất từ Vinmax. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.